một blogger đến từ Hoa Kỳ đã khẳng định những điều kinh ngạc khi đến Việt Nam. Vì sao anh thấy tự tin nói Việt Nam là nơi tốt nhất thế giới để tham quan nghỉ dưỡng và cảm nhận thiên nhiên, đặc biệt có thể chọn Việt Nam là nơi gắn bó lâu dài đối với người nước ngoài? Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, đây là Jen, một người Mỹ, đồng thời là một blogger nổi tiếng yêu thích du lịch thế giới đã có những nhận xét rất tuyệt vời khi đặt chân đến Việt Nam. Nhiều người cho rằng khách du lịch nước ngoài muốn đến Việt Nam du lịch là điều đương nhiên vì Việt Nam rất đẹp, lại yên bình. Nhưng để mà khách Tây chọn Việt Nam là nơi sinh sống lâu dài, đặc biệt là sau khi về già thì là chuyện rất hiếm. Vì suy cho cùng, thì các loại dịch vụ ở bên nước ngoài kiểu gì cũng nhỉnh hơn so với Việt Nam, nhưng thực tế thì không hẳn là vậy đâu các bạn ạ. Nhiều du khách quốc tế, sau khi trở về từ Việt Nam, không ngừng ghi nhớ vẻ đẹp của đất nước này và quyết định lựa chọn Việt Nam làm nơi sinh sống. Jen, người có tình cảm sâu sắc với Việt Nam, sau một thời gian ở Đà Nẵng, đã chứng kiến sự cuồng nhiệt của du khách quốc tế dành cho Việt Nam. Anh ấy đã chia sẻ những lý do tại sao Việt Nam được xem là điểm đến tốt nhất trên thế giới khi người nước ngoài muốn trải nghiệm chuyến du lịch của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thêm thông tin trong video sắp tới của chúng tôi. Một trong những lý do mà Việt Nam thu hút khách du lịch theo anh là chi phí sinh hoạt thấp. Điều này không chỉ là một tiêu chí quan trọng cho quyết định lựa chọn địa điểm trải nghiệm, mà còn liên quan chặt chẽ đến chất lượng cuộc sống. Với chỉ $4, bạn có thể di chuyển từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về khách sạn trong khoảng nửa tiếng bằng một chuyến taxi máy lạnh êm ru. Mức giá này không chỉ hợp lý mà còn mang lại trải nghiệm di chuyển thuận tiện với tài xế giỏi tiếng Anh và thái độ thân thiện. Thẳng thắn thừa nhận rằng nếu bạn có một công việc ổn định ở phương Tây thì mức lương cũng khá tốt, nhưng nếu sinh sống ở phương Tây thì cũng không dư được bao nhiêu. Vì cái gì ở đây cũng đắt đỏ, nhưng khi sang Việt Nam thì lại khác. Sau thời gian làm lụng, bọn họ tích góp được một số tiền lại có thêm tiền lương hưu, nên họ không có nhu cầu phải sống tại đất nước của mình, nơi mà mỗi tháng họ phải trả một khoản phí sinh hoạt khổng lồ. Họ quyết định chọn Việt Nam để giảm thiểu tối đa chi phí hàng tháng, mang lại sự tiết kiệm đáng kể. Jen, đầy hào hứng, chia sẻ rằng mỗi bữa ăn ở Việt Nam chỉ mất dưới $3, nhưng lại đem đến trải nghiệm ngon miệng và chất lượng, có thể là một tô phở hoặc một tô bún, chẳng hạn. Anh ta thậm chí chỉ cần tốn chưa đến $2 để mua 10 quả trứng, đủ cho 5 ngày ăn sáng. Điều này là một trải nghiệm mới mẻ đối với anh, người từng chưa từng có cơ hội như vậy ở quê nhà. Giá thuê nhà tại Việt Nam cũng rất hợp lý. Anh ta chỉ trả hơn $200 mỗi tháng để thuê một căn phòng, mặc dù không rộng lớn nhưng lại sang trọng, có đầy đủ tiện nghi của một căn phòng ngủ tiêu chuẩn. Phòng còn có một khu bếp nhỏ và ban công rộng, từ đó anh có thể ngắm nhìn góc thành phố, trong một khu vực an ninh. Điều bất ngờ nhất là giá thuê này chỉ là hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Một sự lựa chọn không thể chê trách. Trong khi đó, ở bên Mỹ một cốc sữa đậu nành cũng có giá khoảng $1.5. Phương tiện giao thông công cộng ở Mỹ cũng đắt không kém, đi taxi khoảng 10 km cùng mất khoảng $30, khác xa với $4 cho nửa tiếng di chuyển mà Jen đã đi về khách sạn. Còn nhà ở thì khỏi phải nói, nếu muốn sống trong khu nhà khang trang và an ninh thì ít nhất cũng phải $500 trở lên, đụng đến là thấy toán tiền với tiền. Quanh khu nhà anh có rất nhiều hàng quán, với đa dạng các món ăn với người yêu ẩm thực. Như anh mà nói, thì đây là thiên đường, mỗi ngày đều không phải nghĩ hôm nay ăn gì, mà chỉ cần bước chân ra đường thôi là cái gì cũng có để ăn, đồ ăn vừa ngon lại vừa rẻ. Anh hài hước cho rằng, nếu ai chọn đến Việt Nam thì chỉ riêng việc thả mình vào ẩm thực Việt Nam thôi là đủ khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ rồi. Hạ cánh máy bay sau quãng đường dài tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Jen cùng NF anh lái xe taxi đã có một tuyến đường với nhiều cảnh đẹp Đà Nẵng. Jen chia sẻ, anh đã nhìn thấy cầu Rồng trên đường đến đây và đó là một trong ba điều tôi thực sự muốn làm ở đây. Ngày hôm nay, tôi muốn ngắm cầu Rồng vào ban đêm. Tôi muốn đến Bonner Hill Hill và ngắm cầu Ngàn Tay và tôi sẽ đi xuống Hu Gian. Và vâng, chuyến đi này tôi sẽ không đến Huế được, nhưng tôi nghe nói nơi ấy cũng tuyệt vời như vậy. Tôi đang cố gắng quyết định nên đi đâu ở đây. Có quá nhiều điều phải quyết định, nhưng đó là ba điều tôi cần làm cho chuyến đi này. Điều ấn tượng đầu tiên là quán bia với nhiều khách ngồi bên ngoài thưởng thức cốc bia mát lạnh dưới thời tiết nắng nóng thì thật tuyệt. Tôi đã ăn uống ở nhiều nơi nhưng thưởng thức bia bên ngoài thì thích lắm, cảm giác thân thiện và ngắm cảnh đường phố, ngắm cảnh biển hoặc cảm nhận làn gió mát lạnh thoáng qua thật là thích thú. Tôi cũng trải nghiệm món ăn tuyệt đỉnh với bánh pizza, cửa hàng sắp xếp cho tôi hàng ghế đầu và tôi còn được xem họ làm bánh trước mặt. Thưởng thức bánh khi còn nóng, cảm nhận như chiếc bánh số 1 Đông Nam Á mà tôi từng thưởng thức. Nó rất ngon, hãy thử nó để cảm nhận. Một màn đặc sắc tuyệt vời chính là màn trình diễn ánh sáng trên cầu Rồng. Vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, du khách sẽ được ngắm những màn thay đổi màu sắc trên cầu Rồng và những cảnh trên đường phố thật độc đáo. Đó là những chiếc đèn LED thần kỳ làm cảnh ở đây đẹp hơn nhiều. Nó siêu đẹp đấy.
và chia sẻ của Gen đã khẳng định sự đúng đắn vì đã chọn quyết định đến Đà Nẵng lần này. Cầu Rồng Đà Nẵng một kiệt tác kiến trúc mà thiên nhiên và tài năng con người hòa mình trong một vũ điệu sáng tạo độc đáo. Nếu bạn đặt bước chân lên cầu này, bạn sẽ như bước vào một thế giới diệu kỳ, nơi mà ánh sáng và màu sắc hòa quyện tạo nên một bức tranh tinh tế, mê hoặc lòng người. Cầu Rồng tựa như một dải cầu vững chắc, nhưng lại được phủ lên bởi một lớp ánh sáng mềm mại, tô điểm bằng những mảng màu tinh tế. Dưới ánh đèn LED nhấp nhô, cầu mê hoặc mọi ánh nhìn, biến đổi liên tục, như một tác phẩm nghệ thuật sống động đang thay đổi theo thời gian và cảm xúc của người nhìn. Khi đêm buông xuống và ánh đèn bắt đầu lóe lên, cầu Rồng trở nên như một loài sinh vật ánh sáng, tỏa ra vẻ quyến rũ huyền bí. Cầu không chỉ là một công trình kiến trúc ấn tượng, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Những họa tiết trang trí truyền thống Việt Nam được thắp sáng dưới đèn, làm nổi bật văn hóa độc đáo của đất nước. Ánh sáng ban ngày làm cầu rực rỡ, đẹp tuyệt. Từ trên đỉnh cầu, tầm nhìn mở rộng ra cả một bức tranh tuyệt vời. Biển xanh trải dài, những tòa nhà hiện đại bên bờ và dãy núi xanh mướt tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đây không chỉ là một cây cầu, mà là cầu nối kết nối con người với thiên nhiên, tạo nên một không gian hài hòa, làm cho mỗi chuyến đi qua cầu Rồng trở thành một trải nghiệm tuyệt vời và đầy ấn tượng. Đến Đà Nẵng, nếu không thưởng thức một ly cà phê khác kiểu một chút với cà phê thông thường, thì thật thiếu sót. Hãy thử cà phê Lắc xem các bạn. Hương thơm tựa như một ca khúc êm đềm, vừa nồng nàn vừa dịu dàng. Khi đắp đầu cốc, hương cà phê rang chín lan tỏa, hòa quyện với vị ngọt béo của sữa đặc, tạo nên một đại dương hương vị độc đáo. Nhấm nháp, vị cà phê đắng chát ngậy ngon làm tim bừng tỉnh, giữa không gian phố xô bồ. Bọt sánh mịn trên mặt cốc làm tăng thêm sự sang trọng. Đây không chỉ là cốc cà phê, mà là một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng hương vị tinh tế của những hạt cà phê rang chín. Mỗi giọt là một chuyến phiêu lưu ngon miệng đưa người uống, đến những ngóc ngách hương vị khám phá. Một vài cảm nhận của Gen Google X giống như nhiều du khách cũng như cộng đồng mạng. Hãy cùng xem họ nói gì về thành phố Đà Nẵng xinh đẹp nhé. Tôi yêu thành phố Đà Nẵng nhất. Tôi muốn nghỉ hưu ở đó. Đó là thành phố và bãi biển xinh đẹp, thức ăn ngon, những thứ rẻ tiền, con người thân thiện. Tôi thích uống cà phê sữa vào buổi sáng ở Việt Nam. Đó là loại cà phê hoàn hảo trên thế giới mà tôi từng thử. Tôi đã rất ngạc nhiên về cà phê Việt Nam. Nó là tốt nhất trên thế giới và văn hóa cà phê là điên rồ. Vẫn khao khát nó ở đây tại Mỹ. Pizza 4P cũng là chiếc bánh pizza ngon nhất thế giới. Chào mừng bạn đến với thành phố Đà Nẵng. Rất vui khi thấy bạn thưởng thức cà phê muối, yêu thích của tôi và đi xe quanh trung tâm thành phố và đi bộ trên bãi biển. Yêu video của bạn như một địa phương Đà Nẵng ở đây. Tôi yêu Huế và Đà Nẵng. Họ ở cạnh nhau nhưng thức ăn, bãi biển, núi và mọi thứ ở đó đều tốt nhất. Thành thật mà nói, nếu tôi đến Việt Nam rằng hai nơi đó là yêu thích của tôi. Đà Nẵng là nơi tốt nhất để ở lại lâu hơn. Siêu rẻ đặc biệt là cuộc sống về đêm và bằng phẳng. Tôi vừa rời Đà Nẵng 2 ngày trước đến Bangkok, trời nóng như máu cả ngày mỗi ngày. Tôi xem chương trình Lửa Nước và tôi cũng đến quán tre để xem Phu Ti. Tôi ở lại bãi biển phía trước nơi bạn đi bộ dọc theo bãi biển. Có rất nhiều ưu đãi phòng hướng biển. Đi biển lúc 5 giờ chiều trở đi và hàng ngàn người Việt Nam sẽ ở đó. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Điểm qua những bình luận của cộng đồng mạng cho thấy Đà Nẵng có rất nhiều thứ hấp dẫn họ. Và yếu tố quan trọng nhất giữ chân Gen, cũng như giữ chân nhiều khách nước ngoài quyết định chọn Việt Nam chính là thái độ thân thiện và nhiệt tình của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta hay ở chỗ dù gặp bạn lần đầu, dù không nói cùng ngôn ngữ với bạn, dù ngoại hình có chênh lệch với bạn thì người Việt Nam vẫn đối xử với bạn bằng tất cả sự chân thành. Đây là hành động xuất phát từ sự đơn thuần và những trái tim đầy yêu thương của người Việt như anh bạn Gen, chỉ mới sống ở Việt Nam được một thời gian ngắn thôi mà anh đã đi ra đường đâu đâu cũng gặp người quen, các cô, các chú, các dì bán quán đều quen mặt. Anh nói thêm, mỗi khách đây đều có lý do để trở lại Việt Nam, nhưng một trong số đó là việc nhiều người tìm đến Việt Nam như một chốn an dưỡng tuổi xế chiều, bởi giá nhà ở Việt Nam dù thuê hay mua cũng không quá đắt, chi phí y tế rẻ và mức sống ngày một nâng cao. Nhiều người nước ngoài đang tới Việt Nam, nghỉ hưu vì phí chăm sóc sức khỏe rẻ và mức sống. Phải chăng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao? Và giá cả rất phải chăng ở cả hệ thống y tế công và tư nhân? Hầu hết người nước ngoài đều có bảo hiểm y tế quốc tế, nên họ lựa chọn các bệnh viện tư nhân để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Hầu hết nhân viên y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh, tư nhân đều có thể giao tiếp với bệnh nhân người nước ngoài bằng tiếng Anh. Điều này khiến khách tới cảm thấy an tâm và càng có thêm lý do để họ sống tại đây. Gen cũng chia sẻ, người cao tuổi ở nước ngoài thường chọn thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang làm nơi dừng chân. Vì những điểm đến này có thời tiết nắng ấm và thuận tiện cho việc di chuyển sang các nước khác trong khu vực. Hơn nữa, Việt Nam mang đến cho du khách sự bình yên và nhẹ nhàng, khó diễn tả thành lời.
Mỗi ngày thức dậy ở Việt Nam, bước chân ra đường đều là niềm vui, sự khoan khoái. Bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng rất thân thiết, thường xuyên tổ chức các hoạt động và kêu các khách Tây này cùng tham gia. Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoải mái, tích cực như thế khiến tinh thần của họ cũng nhẹ nhàng hơn. Việt Nam không chỉ có mức sống rẻ hơn so với đất nước họ, mà còn là nơi con người thân thiện giúp cho những khách cảm thấy thoải mái. Theo các chuyên gia của tạp chí Travel Life của Mỹ, Việt Nam là điểm đến thích hợp du lịch nhờ sở hữu bãi biển đẹp, phong cảnh, ẩm thực lịch sử và văn hóa địa phương độc đáo. Đặc biệt, chi phí sinh hoạt ở Việt Nam chỉ bằng khoảng một nửa so với Mỹ. Bởi giá thuê nhà thấp hơn, khoảng 75% chi phí sinh sống và mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt thấp hơn khoảng 62% và 83% so với tại New York. Jane đã yêu Đà Nẵng, đã yêu Việt Nam bằng trải nghiệm của chính bản thân. Nhiều bình luận của cộng đồng mạng cũng thể hiện rõ sự yêu mến dành cho thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Còn bạn thì sao? Nếu chưa đến hãy đến thăm bạn nhé. Nếu đến rồi hãy đến để cảm nhận sự thay đổi chuyển mình tích cực hàng ngày. Thành phố Đà Nẵng luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, là thành phố đáng sống. Vì vậy, trải nghiệm để cảm nhận là một điều tuyệt vời nha. Các bạn thân mến của kênh Tự Hào Việt Nam, nếu bạn thích video này thì hãy cho chúng mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Còn bây giờ, kênh Tự Hào Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.